chào tất cả các bạn đã quay lại kênh của Phùng Tấn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cách làm ngao xuất me. Để làm được cái ngao xuất me thì mình chuẩn bị cái ngao này. Xả mình thái lát này. Hành tây bổ câu nhỏ này. Và một ít ớt chỉ thiên, ít ớt sừng. Ai mà ăn được cay nhiều thì cho tăng ớt chỉ thiên lên nhé. Và đây cái gia vị chính là cái sốt me. Cái sốt me thì mình đã giới thiệu trong cái các video trước. Thì bạn nào mà chưa xem thì vào xem cái video sốt me của mình nhé. Ở đây một ít hành gốc, hành đoạn. Đây một ít dầu điều để lấy màu cho đẹp. Thì cái sốt me này thì nó đơn giản thôi, chủ yếu là cái vị sốt của cái sốt me này thôi. Mình không phải cần gia vị mà muối gì cả, bởi vì trong cái sốt me này là của mình nó vừa vặn rồi. Trước khi làm được cái ngao sốt me thì mình phải luộc qua cái ngao này lên. Để bây giờ mình cho ngao này mình luộc nhé. Luộc cái ngao này thì các bạn không cần nhiều nước đâu, chỉ cần ít nước là được thôi. Mình bỏ mất nước cho nó nhanh. Các bạn trong khi đợi ngao thì nói chuyện với các bạn tí. Thì các bạn thấy kênh của mình mà hữu ích thì nhớ đăng ký chia sẻ cho Phùng Tấn để mình lấy động lực mình làm các video tiếp theo. Thì như hôm qua mình cùng làm cái video clip đấy thì trong vòng 3-4 hôm thôi mình không ra được cái video nào thì mình cảm thấy nó rất nhớ. Như hôm qua mình cũng phải làm một cái đoạn video không nói gì về món ăn cả, nhưng mà nói về cái nghề bếp của anh em mình. Thì lúc nào có điều kiện thì mình lại làm, lúc nào mà bận quá thì các bạn thông cảm. Thì hôm nay cũng là hơi bận một tí, nhưng mà cái món ngao này thì nó nhanh, không phải chuẩn bị nhiều. Thì mình cũng chỉ mất 10 phút để mình làm cho có video các bạn theo dõi. Không có các bạn đâu, các bạn lại quên mình mất thì chết. Đấy thì sau khi ngao mình luộc đây thì chỉ trong vòng 2 phút thôi thì nó đã sôi lên rồi. Bây giờ mình vớt cái ngao này ra. Cái ngao thì các bạn nhớ mua về các bạn ngâm cho kỹ, không có là ở trong gói nước thẳng là ăn nó rất mất hết cả cái ngao không có chứ. Khoan luộc thì con cũng đã đảo qua để rửa, coi như là mình vừa luộc mình vừa rửa đấy. Thì sau khi ngao luộc nó đã há mồm hết thì mình vớt ra. Nếu mà bạn gặp ở những ngao nào mà nó nhiều sạn thì bạn phải rửa thật kỹ nhé. Và bây giờ mình cho vào mình xào cái me đi, chút me đi. Đây mình có một ít dầu vào, xong mình phi cái sả này lên. Quên có nhiều sả quá, tưởng hai đĩa. Mình phi thơm cái sả, xong rồi cho ngao vào. Thì cái này thì qua thôi, xong rồi cho cái hành tây vào luôn, bởi vì hành tây nó cũng lâu chín hơn cái ngao, bởi vì ngao thì đã đủ chín rồi. Sau khi cho hành tây cái thì bạn cho sốt me luôn. Cho một ít dầu điều vào để màu nhé. Đó, cho ớt vào. Khi nào mà hành tây mà chỉ hơi gần chín cái bắt đầu ăn cho cái hành vào là xong.
xong. Bây giờ mình cho ra đĩa này. Cái này mà các bạn nào mà ăn mà lại cứ ngại cầm vỏ thì mút mát thì không muốn ăn cái món này đâu. Nếu mà ăn mà lại sợ bẩn sợ ấy thì không thích cái món này. Món này ăn là phải mút mát mới cảm giác được ngao sốt me cơ. Chứ bây giờ mà cái món này mà nói thật mà mình bỏ cái vỏ đi mà mình nhặt mình cái nhân mình sốt thế này thì không biết bao nhiêu ngao cho đủ, mà thực ra thì sốt xong người mà vào thì nó cũng không đẹp mắt đâu. Đấy. Thì cái ngao của mình thì đây thì cái ngao này nó rất rẻ, chỉ mười mấy 20 nghìn một cân thôi. Đấy. Các bạn xem video của mình thì thấy hay thì một lần nữa thì nhớ đăng ký kênh và ủng hộ Phụng Tấn. Hôm nay thời tiết thì rất là nóng, đây mình vừa đứng làm được miếng ngao mà toát hết mồ hôi rồi. Đấy. Thật thầm là cái nghề này nó là như thế, nhưng mà mình cũng vẫn thấy vui vẻ, rất yêu nghề và vui vẻ thôi. Chứ không nhiều các bạn cứ thấy tí mệt là mồ hôi một cái tí là kêu lên. Thực ra thì mình đã theo nghề thì mình cố gắng làm sao mà nó hết mình, đam mê giữ đam mê thôi. Chứ bây giờ mà thấy mệt thấy nản thì chán, trong chán thì nhanh chán thì là bỏ nghề ngay. Tạm biệt các bạn nhé, đã theo dõi video của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào các video tiếp theo.